Thời gian qua, Vũ Luân là cái tên thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả giữa lùm xùm với Hồng Loan, con gái cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Mới đây, nam nghệ sĩ lại có động thái mới khiến nhiều khán giả quan tâm. Từ đầu tháng 7, người hâm mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh bất ngờ trước thông tin nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân và Hồng Loan rạn nứt. Con nuôi nghệ thuật của ông Hoàng Cải Lương tuần cổ có những hành động cho thấy việc không muốn liên quan đến Hồng Loan. Dù cho cả hai đã thẳng thắn lên tiếng, song những động thái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân lẫn Hồng Loan vẫn nhận được sự quan tâm từ netizen. Mới đây, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân chia sẻ khoảnh khắc bận rộn trên kênh TikTok cá nhân. Theo đó, nam nghệ sĩ đăng tải clip đang ký giấy tờ. Anh viết: "Về là ký một xấp hồ sơ đã tay luôn." Dưới đoạn clip, ngoài những bình luận ghen tị trước sự bận rộn của nghệ sĩ tú Vũ Luân, một netizen cũng để lại dòng trạng thái mỉa mai nam nghệ sĩ. Netizen này viết: "Chắc ký ủy quyền tài sản." Trước bình luận kể trên, thay vì im lặng cho qua, nghệ sĩ tú Vũ Luân đã thả tim. Động thái này của nam nghệ sĩ khiến nhiều người bất ngờ. Cách đây không lâu, nghệ sĩ tú Vũ Luân yêu cầu khán giả không gắn ghép tên anh vào những ồn ào. "Nghệ sĩ tú Vũ Luân là nghệ danh chính thức của tôi. Ngoài nghệ danh, có người dùng tên gọi khác như anh hai, ba xài và Vũ Luân để chỉ đích danh tôi. Những hành vi, lời nói hay bất kỳ thông tin nào liên quan đến các tên gọi nêu trên đều được ghi làm bằng chứng. Mọi hành động dùng tên gọi này để mạo danh, phát ngôn gây hiểu lầm và xúc phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật", Vũ Luân thông báo. Vũ Luân lên tiếng sau khi nhận nhiều bình luận công kích vì ồn ào liên quan đến Hồng Loan, con gái nghệ sĩ tú Vũ Linh. Sau hơn một năm, việc nghệ sĩ tú Vũ Luân không đồng hành cùng Hồng Loan khiến khán giả chia phe, công kích nam nghệ sĩ. Phía bên vực Hồng Loan cho rằng Vũ Luân đến với Hồng Loan từ đầu có mục đích riêng. Vũ Luân ganh tị với em gái vì công việc đi lên. Vũ Luân rời đi khiến Hồng Loan hụt hẫng. Số khác thông bản ghi âm cuộc gọi của Vũ Luân với nhiều nghệ sĩ khác cho rằng anh tính toán chia phe. Trong khi đó, nhiều người ủng hộ Vũ Luân, khán giả cho rằng anh không có nghĩa vụ đi theo Hồng Loan 24/7. Việc anh chọn cách rời đi không tiếp tục đồng hành, không đáng nhận công kích. Trước khi phát ngôn gắt ngày 4 tháng 7, Vũ Luân gỡ 4 MV có mặt Hồng Loan trên kênh cá nhân, không muốn liên quan đến con gái nghệ sĩ Vũ Linh. Nghệ sĩ tú Vũ Luân cho biết, anh chịu mọi chi phí khi thực hiện 4 MV có sự tham gia của Hồng Loan. Anh quyết định xóa toàn bộ, chịu lỗ vì nhiều người nói nam nghệ sĩ lấy hình ảnh Hồng Loan ra câu view. Hành động của nghệ sĩ tú Vũ Luân khiến Hồng Loan khóc trên livestream. Cô nói đây là lần cuối nhắc tên Vũ Luân, khẳng định luôn xem nam nghệ sĩ là anh hai, sẵn sàng giúp đỡ. Trước khi gửi MV có hình ảnh Hồng Loan, Vũ Luân bức xúc vì con gái Vũ Linh nói về một người anh rời đi trong im lặng. Trước khi đăng bài bức xúc, nam nghệ sĩ nói anh nhắn tin nhưng Hồng Loan không trả lời. Nghệ sĩ tú Vũ Luân cho rằng việc Hồng Loan đăng bài trên mạng xã hội là không tôn trọng, khiến nhiều người hiểu lầm kéo vào trang cá nhân anh để công kích. "Tại sao em lại đăng đàn khóc lóc như vậy? Vì ba, nghệ sĩ tú Vũ Linh, anh vẫn tha thứ cho em. Em gái đã lớn, bình tâm trong mọi tình huống. Dù không có duyên làm anh em, mong em có cuộc sống hạnh phúc", Vũ Luân viết trong bài gắn thẻ Hồng Loan. Nghệ sĩ tú Vũ Luân là con nuôi thứ hai của nghệ sĩ tú Vũ Linh. Nam nghệ sĩ cho biết anh mang ơn ông Hoàng Cải Lương tuần cổ vì được ba Linh giúp đỡ từ sân khấu đến đời thực. Sau khi nghệ sĩ tú Vũ Linh qua đời vào tháng 3 năm 2023, Vũ Luân giúp đỡ đưa con gái nghệ sĩ Vũ Linh đến gần khán giả. Trước đó, nhiều người không biết Hồng Loan do cô không hoạt động nghệ thuật. Lúc Hồng Loan xảy ra ồn ào với Hồng Phượng, cháu gái của nghệ sĩ Vũ Linh, Vũ Luân không ngại bị nhiều bên công kích vì ủng hộ Hồng Loan.